Xin kính chào các anh em. Kênh của mình là Quang Nguyễn Được. Hiện tại thì Được sẽ review cho các bạn coi và đánh giá chi tiết cái túi câu quân đội nha các bạn. Đây, bên đây của mình là túi câu quân đội. Kích thước của túi câu này là 1m40 nha các bạn. Đó, các bạn nhìn không? Rất là chắc nha. Ở đây vải thì rất là dày nha các bạn. Túi câu quân đội thì ở đây nó có một cọng dây thắt đeo và hai tay xách vải nha. Hai tay xách của mình thì cái này thì nó bền đó bạn. Cái bữa hôm mình có một cái túi câu mình review với cái hai cái máy Okuma các bạn, cái máy render mà tay gỗ đó các bạn, cái túi câu mà màu đen á, nó bữa nay là nó muốn hư rồi mà được xài chưa được tháng nữa thì hư rồi. Hôm nay thì Được sẽ lại tìm câu mới mua cái túi câu 1m40 này về để review cho bạn coi, mà này giá cũng rẻ nữa các bạn. Đây thì nó gồm có ba hộc chính nha bạn, một hộc để cần nha, một hộc để cần, bạn có thể là để máy ở đây luôn. Túi này rất là rộng nha, đường kính này chiều ngang này khoảng 25 cm nha các bạn, đường ngang kính ngang lớn đó, còn đường này khoảng 15 cm, đường kính nhỏ nha. Chiều dài 1m4 nha các bạn, 1m4 × 25 × 15 đó các bạn, đó túi 1m4. Ở đây hộc này những cái máy mà nhỏ nhỏ thì mình có thể đựng đây, hoặc là mình cũng có thể mình đựng dụng cụ câu cá của mình, thường là được đựng ở đây, đựng những cái hộp lưỡi mini của Được để đây, chứ mình sẽ để kéo hay là kìm gì đó gì để ấy tháo lưỡi vậy đó, tùy mình thôi ha. Thì như thế này thì mình thuận tiện cho để phải đi đánh câu xong hoặc là đi câu phượt rồi đây là được lên nha các bạn. Nó hiệu Performance. Cái này được tham khảo giá trên mạng rồi, để mắc lắm các bạn ơi. Được coi một cái luôn là đá tin luôn. Nó giá trên mạng là tới 200 mấy chục ngàn lận, mà có 1m mấy à, 1m25 hay gì à. Còn này 1m4 luôn nha các bạn. Này là mình sẽ nói giá cho các bạn nghe, các bạn sẽ biết là nó rẻ thôi. Cái này là 1m4 túi quân đội nha các bạn, giá chỉ 150 ngàn thôi. Nó được mua ở tiệm câu cá Anh Chí phường 2 luôn. Đó, cái này 1m4 mà giá chỉ 150 ngàn thôi. Này rất là dày nha các bạn. Đường kính này rất là rộng nha, để cần 3 máy câu với 3 cần câu vô là được bình thường nha. Còn máy mà nhỏ nhỏ cỡ 4 ngàn là để 4 cần 4 máy luôn là ok nha các bạn. Đó. Rồi, ở bên hông này nè các bạn nè, các bạn thấy không? Nó đựng được rất là nhiều đồ phụ kiện nha. Rồi mình chỉ review chia sẻ cho các bạn coi thôi, chứ mình không có bán những cái sản phẩm này. Rồi xin chào các bạn nha. Kamoto. Nói các bạn, ở đây là ghi những cái thông số về cuộn dây ha, những cái chi tiết về sợi dây này, cách ta làm ra cho nó, các bạn thấy không? Hiện tại thì cuộn này có khoảng 250 mét dây nha các bạn. Hiệu của nó sản xuất là Okamoto, là cái này giá 90 ngàn đồng, 250 mét dây. Hiệu này nó chịu lực con cá đến 16 kg nha các bạn. Này mình câu dính cá 5-7 kg là chịu lực là bình thường nha. Thường cái số 16 kg là chịu cái lực chịu thôi, lực chịu 16 kg nha các bạn. Đó, để mình bóc tem cho các bạn coi. Để bên trong. Này là chỉ được thường xài ở đây là khoảng 0.42 nha các bạn. Ở đây 0.42. Đó. Đây là mình đi loại này mình đi đánh cá tra sông là được rồi. Hộp là 90 ngàn nha các bạn. Nó được cũng muốn mua, không biết các bạn nào có chỗ nào giá rẻ hơn thì cũng để là bình luận bên dưới cho được biết nha. Thường tại vì được câu ở tiệm mua đồ Anh Chí này thì anh Yên này thì rất là im rồi. Rẻ à. Rồi các bạn thấy nó đẹp không? Chiếu ra chưa? Để được sẽ lột ra để quay cho các bạn coi. Đẹp lắm các bạn. Đó.
Cụ này 250 m nha các bạn có thể quấn được cho hai cần luôn nha. Cái này cái giỏ nó để cộng thêm được 20% dây á. Rồi, cuối cùng mình đã bóc tem xong hộp dây mới của mình rồi nha. Rồi, để mình cầm dây coi, coi kích thước nó có to không. Này các bạn, kích thước nó cũng nhỏ thôi nha các bạn, không có to lắm đâu. Cái này thì chúng ta dùng câu cá hoặc là câu tôm xong là cũng được. Cái này rất là êm nha các bạn, coi nè, dây nó kỳ tuyệt vời luôn. Quá trời đỉnh luôn. Rồi xin nhắc lại đây là giá 90 ngàn nha các bạn, nhưng mà mình chỉ review để khui hộp bóc tem cho các bạn coi thôi. Những cái dụng cụ đơn giản và nó ý nghĩa như thế nào thôi. Còn mà vấn đề bán cái này thì được không, không có bán nha. Chỉ mở lên cho các bạn coi thôi chứ được không có bán này. Nha các bạn. Đây. Được không, không không có bán cái dụng cụ này, được chỉ review cho các bạn coi thôi, tiện ích của nó thôi. Để mình anh em mình nó mua thì mua cái loại dặn này, dặn có chuông báo này thì nó sẽ tốt hơn, nó không không có bị mắc chuông báo. Còn thẻo hai tầng này thì các bạn cũng lưu ý, do cái độ dây kẽm này nó hơi cứng, nó không có đàn hồi bằng con dây của mình nhiều. Thứ hai nữa, nó không có trong suốt bằng con dây của mình, cho nên là những cái cá mình câu ở điểm câu mới. Thứ hai nữa, với hai đánh cá lớn thì mình câu này thì nó ổn định hơn. Còn mà câu cá mà chỗ mà có nhiều người câu cá nó nhát rồi thì mình câu cái này thì khó lên cá đó nha các bạn. Mình câu dây này thì nó hơi khó lên cá, cá nhát nó khó lên cá đó nha các bạn. Đó. Rồi xin chào các bạn nha. Thì hôm nay trời mưa không có đi câu được, cho nên ở nhà đi mua, buồn quá đi mua dụng cụ câu cá về review khui hộp lên cho các bạn coi. Đó, Okamoto đọc tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung Quốc gì xong rồi dở quá. Rồi các bạn nha, dây này dây màu màu xám cho nha các bạn. Đó, rồi xin chào các bạn nha. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ được nha. Rồi xin chào tạm biệt các bạn.